Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cái đèn quốc dân của hãng Yamaha nha mọi người. Yamaha C300 nha mọi người. Đó, đèn thì ngoại hình còn khá là đẹp. Đó, khá là đẹp và hoàn hảo nha mọi người. Đó, top solid nha mọi người. Đó, dòng C thì từ C300 lên mới được solid top nha mọi người. Còn dòng G là từ G250 là đã được solid top nha mọi người. Đó. Lưng hông bộ gỗ Rose Wood rất đẹp nha mọi người. Đó, có chỉnh lưng luôn, rất là thẩm mỹ nha mọi người. Đó, bộ khóa vàng của hãng luôn nha mọi người. Đó. Cái này cần thẳng tắp luôn nha mọi người. Cái này nguyên zin chưa qua sửa chữa gì nha mọi người. Cái này em bán giá 5 triệu rưỡi nha mọi người. Em tặng bao da hoặc là hộp mỏng nha mọi người. Nếu mà mọi người ở gần shop em thì ghé địa chỉ 226/8 226/8/5 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nha mọi người. Còn mọi người ở xe thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại cho em 0977 729 819 nha mọi người. Đó, mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ.